tin giáo hội tại Ấn Độ. Kitô hữu Ấn Độ vượt qua bách hại nhờ đọc kinh Mân Côi. Làng Tianza là một trong số những làng bị thiệt hại nặng nề nhất trong làng sống bạo lực chống Kitô hữu ở Kahaman hồi năm 2008. Những người sống sót cho biết chính chuỗi Mân Côi đã giúp cho họ giữ vững đức tin trong cuộc bách hại. Tháng 10 hàng năm, khoảng 2.500 kỳ tô hữu ở làng Tianza thuộc giáo xứ Rakia giáo phận Kutak Bubaneswa, Đông Bắc Ấn Độ, thường tụ họp mỗi tối để đọc kinh mân côi. Anakleto Nayak, một giáo lý viên thoát được cuộc bắt hại chống kỳ tô hữu, người hướng dẫn buổi đọc kinh mân côi ngày 3 tháng 10 năm nay chia sẻ, Tôi đã cảm nghiệm được sức mạnh và quyền năng đặc biệt qua việc cầu nguyện đọc kinh mân côi trong thời gian bắt hại ở Kendamo." Anakleto Nayak còn cho biết sự thù hận đối với các Kitô hữu vẫn không ngừng phát triển tại Ấn Độ. Những người muốn trở thành Kitô hữu thường bị đe dọa và bị phạt 10.000 ruby tiền Ấn Độ. Họ còn bị cấm cả việc có liên hệ với các Kitô hữu. Sơ Jayanti Nayak, dòng nữ tử bác ái, người hướng dẫn các trẻ em cầu nguyện, chia sẻ rằng lần hạt mân côi giúp các tín hữu được ơn và sức mạnh đặc biệt. Sơ nói, lần hạt mân côi ban cho chúng tôi chiến thắng các kẻ thù của chúng tôi, ban cho chúng tôi các ân sủng mang lại hòa bình, hòa giải và sức mạnh chữa lành. Sơ cho biết là mỗi chục kinh mân côi được cầu cho các ý nguyện khác nhau, vì họ có sự tin tưởng mạnh mẽ và tín thác vào vũ khí hiệu năng này. <laughs>